Chào. Đi. Anh còn chưa tha vậy mà. Cô là chiếc gì của tôi? Có vấn đề sao? Anh định luyện tập mà không thay giày hả? Cô bạn này, cô mặc váy mà còn muốn tập nhảy hả? Mặc như anh thì có thể giờ nhảy sao? Tôi nhờ anh đến đây dạy tôi mà, liệu có được không? Tôi lịch sự lắm rồi đó. Vậy thì đừng làm tốn thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi. Vậy tôi giới thiệu một chút nhé. Tôi tên là Lạc Thiên, Lạc của khoái lạc, Thiên của bầu trời. Thực ra văn hóa hip hop sản sinh từ Mỹ, nhưng nó phát triển hơn mấy chục năm rồi. Như làm là breaking, popping, locking. Còn cái gì kia nữa hả? Thôi được rồi, tôi không phải là đến để lên lớp thảo luận. Vậy thì xưng hô thế nào? Gọi tôi là Miên Miên đi. Miên Miên à? Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Không phải đã bắt đầu rồi sao? Tôi nói là nhảy cơ mà. Cô muốn bắt đầu thế nào? Anh dạy tôi học. Tôi dạy cô nhảy loại đông tây nhé. Ở là ở tầng này, cô biết không? Hơi di chuyển một chút lên trên, trên không xoay đầu xoay, cả thân xoay, rất khó đấy. Xem chứ cơ bản của cô thế nào đã. Không sao cả. Cô rất lợi hại. Tôi còn chưa bắt đầu mà. Rất giống như cây, cô rất là có thiên phú. Đến anh. Đến tôi hả? Tôi nói là nhảy mà. Được. Tôi đi mở nhạc đi. Không có nhạc không được sao? Vậy là cô không hiểu rồi. Nhảy thì giống như say. Âm nhạc là rượu. Để tôi đi lấy một cái ly. Thank you.